Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, các hoạt động tham gia chuyển đổi số trong thanh niên đã được Thành đoàn Đà Nẵng chỉ đạo các cấp bộ đoàn chủ động triển khai sâu rộng, bám sát chủ đề công tác năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Xuyên suốt từ trong năm nay, các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức và phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong hoạt động chuyển đổi số thường xuyên được các cấp cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố triển khai. Từ đây, nhiều mô hình hoạt động thiết thực như các tổ chuyển đổi số, cộng đồng, ngày cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng điện tử, đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 trên ứng dụng VNEID, thực hiện thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến, phối hợp xây dựng mô hình chợ 4.0. Định kỳ vào các tối hàng ngày thì các bạn đoàn viên thanh niên sẽ tập trung tại nhà văn hóa, tại các nơi đông người, tại quán cà phê và có thể là sẽ đi đến trực tiếp các nhà người dân lớn tuổi để hỗ trợ cho người dân cài đặt và kích hoạt cái tài khoản điện tử công dân điện tử. Đáng chú ý, nhiều chương trình hoạt động được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao như ra mắt kênh thanh niên hiến kế chuyển đổi số, Festival Thanh niên tiên phong chuyển đổi số hóa địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố. Tôi nghĩ là thành đoàn đã rất thành công trong cái việc là mang lịch sử, mang các địa chỉ đỏ đến với lại du khách, đến với đông đảo công chúng, cư dân của Đà Nẵng và đặc biệt là đến với tuổi trẻ Đà Nẵng. Đặc biệt trong năm nay, thành đoàn đã ra mắt ứng dụng Tuổi Trẻ Đà Nẵng với mong muốn xây dựng một nền tảng hiện đại để kết nối đoàn viên thanh niên và những tiện ích phục vụ nhu cầu chính đáng của giới trẻ. Thành đoàn ra mắt app Tuổi Trẻ của thành phố, qua đó thì giúp cho các hoạt động về chuyển đổi số, giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên được biết đến về công tác tình nguyện này, rồi công tác về hiến máu nhân đạo, rồi các cuộc thi chúng tôi đã triển khai trên app thanh niên của thành phố. Qua đó thì những cái hoạt động sắp tới đây sẽ góp phần giúp cho việc chuyển đổi số cho các bạn đoàn viên, đặc biệt là công tác tình nguyện hỗ trợ cho bà con nhân dân sẽ được đi vào có nhiều các hoạt động ý nghĩa. Thời gian đến, Thành đoàn Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng dữ liệu đoàn viên, xử lý hồ sơ công việc đoàn các cấp trên môi trường số, cùng với đó thực hiện có hiệu quả các phần việc được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao về nhiệm vụ chuyển đổi số của thanh niên.